thấy sao? Trà ngon anh, trà ngon thiệt á. Ừ, lại thơm nữa anh. Lam Chi, khoanh tay thưa hai ông đi con. Dạ thưa. Trời trời, sao nói trống không vậy con? Khoanh tay thưa lại đi con. Ông làm con đau, thả tay con ra. Xin lỗi, nhưng mà con phải chào người lớn chứ. Đúng rồi, khoanh tay thưa hai ông lại. Nhưng mà anh ăn chào rồi mà. Lam Chi à? Không, có chuyện gì vậy ba? Biểu nó chào người lớn cái nó trống không rồi con. Dạ con xin lỗi. Con có điều gì vậy? Con có chào mà. Ở trong nhà mà không giữ người ta. Chỉ rằng ha. Lỗi gì con? Con biết lỗi chưa hả? Con không nữa hay không? Con nhớ nó nghe chưa? Hư hỏng. Có cho nó ăn đòn thì cũng vậy thôi, không có tác dụng gì hết á. Cô dạy con nít nó đàng hoàng thì nó càng ngày nó càng hư bà. Hay là ông thử giao nó cho tôi dạy thử có được không? Giao cho bà hả? Ừ. Tôi thấy ngay từ đầu á, con bé có hơi hỗn sự một chút. Nếu mà không dạy dỗ và nghiêm khắc từ bây giờ á, thì sẽ không có được đâu. Nhưng mà con bé này nó lì lượm lắm. Mà không phải là lần một lần hai đâu, cũng phạt nó hoài đó chứ. Tôi biết mà. Với những đứa bé có tính cách như vậy á, phải có cách để mà dạy dỗ nó. Chứ còn ông đánh hoài như vậy là không có được đâu. Ông cứ tin tôi đi, tôi sẽ tìm cách dạy dỗ con bé, sẽ làm thay đổi nó mà. Xong chưa? Lẹ lên. Con đi, con đi. Mau lên. Ông đi. Em từ từ nắm cái chừng đau tay con. Ông đi. Ôi, đừng đánh con mà. Không đi cũng phải đi. Qua đó tuần lễ rồi vậy à? Lâu lâu. Thôi được rồi, đừng có đánh. Để anh nói. Con gái làm chi nghe lời ba. Đi qua đó một tuần rồi ba rước con về ha. Ngoan. Con mà con mắc mơ gì phải năn nỉ. Đi. Đi mày đưa. Ông đi mà. Ông qua đây chào cô chú cho chị nha. Qua đây. Thuận nha. Thôi làm chi. Có ổn không vậy anh? Không biết nữa. Tôi giao hai đứa nhỏ cho bà đó nghe. Ông yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho hai đứa thật là chu đáo. Cảm ơn bà. Dạ, ông đi về cẩn thận. Nhớ là phải nghe lời bà nghe chưa? Dạ. Cả Lam Chi cũng nghe lời bà nghe không? Thôi tụi về nha. Dạ. Ông chào ông. Ừ. Nào mấy đứa, cha các con cũng đã biết là sẽ sống ở đây một tuần rồi chứ? Dạ tụi con biết bà. Lam Chi, sao không trả lời bà? Sao lại nằm dài trước mặt bà như vậy? Mau đứng dậy liền chứ bà. Được, trong vòng một tuần bà sẽ sửa hết tất cả các thói hư tật xấu của con. Con cứ chờ đó. Thôi, con đi về nhà của con đây. Cái gì? Về nhà? Được, bà sẽ gọi cho mẹ con. Alo, mẹ Lam Chi hả? Dạ là tôi đây. Nếu mà chưa đủ một tuần bà Lam Chi đã trở về nhà, nhất định cô không cho nó vào. Sau đó phải đánh nó 50 rồi dẫn nó quay trở lại cho tôi. Cô hứa với tôi rồi chứ? Được, nhất định như vậy nha. Cảm ơn cô. Sao? Con vẫn muốn về nhà sao? Quay trở vào. Thôi được, mời trợ giảng. Tới rồi đó hả? Tại sao không biết chào tôi? Dạ... Chào trợ giảng. Cô áo đỏ kìa, cô nghe tôi nói không? Tôi sẽ tự giới thiệu. Tôi là Văn Quốc, sẽ là người chịu trách nhiệm hai đứa trong thời gian tới. Rõ chưa?
Dạ rõ. Năm ngày sắp tới đây, các con sẽ được học về các nghi lễ và cách ứng xử. Và những ngày sắp tới đây sẽ là những ngày vô cùng thú vị, hoặc là những ngày sẽ sống ở dưới địa ngục, là tùy thuộc vào thái độ của hai con đó. Hai con nghe rõ rồi chứ? Hai đứa có 5 phút bước vào phòng cô Liễu thay đồ. Đúng 5 phút sau có mặt tại đây. Rõ chưa? Dạ rõ. Sao con lại mẹ quá vậy? Nhanh! Còn 4 phút! Dạ, gì trời? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học về các lễ nghi chào hỏi. Khi mà gặp người lớn, các con phải làm gì? Dạ, để đó cho con. Hai đứa nhìn tôi cho kỹ rồi làm theo. Khi gặp người lớn, chúng ta phải khoanh tay lại và nói: con xin chào ạ. Từng người một làm theo cho tôi. Bắt đầu. Dạ, con xin chào ạ. Làm chi? Sao con không làm? Tại sao con phải chào chứ? Làm chi? Bước ra đây. Nè, cái chú đáng ghét kia, chú đang nghĩ chú là ai? Làm theo y chang như tôi. Một, ngồi xuống. Con xin chào. Hai, đứng lên. Con sẽ quay. Bắt đầu. Mà ơi, ồn ào quá. Làm lẹ đi. Tâm Anh, con làm xong rồi thì ngồi xuống đi. Nhanh lên, làm 10 lần cho tôi. Một. Con xin chào. Hai. Con sẽ ngoài. Nói lớn lên, không có lý gì cho mong. Một. Con xin chào. Hai. Con sẽ ngoài. Lớn hơn nữa. Một. Con xin chào. Hai. Con sẽ ngoài. Khi còn nhỏ phải ngoan ngoãn, biết nghe lời người lớn, không được hư hỏng, không được ham chơi, thế mới là trẻ ngoan. Lớn hơn. Chào chị. À, qua nhà chị có chuyện gì hả? Dạ, sẵn ra ngoài thì cô Liễu nhờ em mang đồ của Lâm Chi và Tâm Anh qua đây luôn. Bộ có chuyện gì hả? Dạ, thì trong quá trình tập luyện thì mặc đồng phục, cho nên không cần mấy cái này nữa. Nè. Dạ. Lâm Chi nó học được không vậy? Dạ, rất tốt. Chị đừng có lo nha. Cảm ơn em dạ, nha. Dạ, chị. Còn bây giờ, chúng ta sẽ học cách ăn uống. Phải ăn uống thật là sạch sẽ. Quan trọng nhất là không được phàn nàn về thức ăn. Trời giảng, hãy làm mẫu. Được rồi. Tôi sẽ ăn thật ngon miệng. 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 Làm chi? Sao con không ăn? Không có miếng thịt nào mà sao con ăn được? Con không ăn mà không ăn. Bây giờ con sẽ đi dọn nhà của con. Phải ăn uống sạch sẽ. Không cần nhận thức ăn. Phải ăn uống sạch sẽ. Không cần nhận thức ăn. Lớn hơn nữa. Phải ăn uống sạch sẽ. Dậy, dậy, dậy! Trời sáng rồi! Ừ.
Đi ra ngoài tập thể dục nhanh. Chị ấy đau sẽ mệt giùm em ơi. Cái gì? Là chú hả? Trời ơi, tôi đang cái địa ngục nhưng về nhà. Quét sân, quét. Quét, 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 quét. Cô kia, nghiêm túc vào. Quét, 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 quét. Quét, 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 quét. Không làm nữa đâu. Làm chi? Tụi mình tới đây để làm người ở hả? Lại vậy nữa. Mày thích thì mày làm đi, tao không chịu nổi nữa rồi. Bây giờ tao phải đi về nhà của tao đây. Lâm Chi, Lâm Chi à, đứng lại đây. Lâm Chi. Ủa, Lâm Chi đâu rồi? Dạ, Lâm Chi chạy về nhà rồi. Hả? Nó vẫn chưa về tới nhà hả? Ừ, anh biết rồi. Nè Lâm Chi, tại sao trở lại bỏ trốn hả? Dừng lại! Bây giờ phải thật nặng thì mới sợ đúng không? Một! Không được bỏ trốn. Hai! Phải ngoan. Lên lên! Một! Không được bỏ trốn. Hai! Phải ngoan. Lên lên! Không được bỏ trốn. Hai! Phải ngoan. Sao rồi? Mấy con chép xong chưa? Dạ chưa. Không sao, nghỉ ngơi một lát đi. Có người tới thăm các con kìa. Hả? Mẹ hả? Mẹ ơi! Mẹ! Chào ba, chào chú, cháu về. Ngoan. Mấy con phải nhớ, sau này phải là những đứa trẻ ngoan đó, biết chưa? Dạ, tụi con nhớ rồi. Lâm Chi nè, bộ mày thích lắm hả? Bộ mày không thích hả? Nếu vậy thì mày quay về ngôi nhà đó mà ở luôn đi. Yeah. Lại may quá. Yeah. Dạ, tụi con chào cả nhà. Ba.
cầu 100 cái. Thực thi. Đã về nhà rồi mà. Dám cãi lời hả? Thực thi. Ác mộng. Trời ơi, ngủ một con để anh ta yên nữa. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.